Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thực hiện thành công ca ghép thận giữa người cho là bà nội và người nhận là cháu gái mới lên 7 tuổi, mắc thiểu sản thận, suy thận mạn giai đoạn cuối từ tháng 7 năm 2023. Bé GL đã 7 tuổi mà chỉ nặng 18kg, kèm theo đó là bệnh lý tăng huyết áp, suy tim. Thạc sĩ, bác sĩ Lường Hữu Bảy, khoa thận và lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, Bệnh nhi đã được điều trị thẩm phân phúc mạc, lọc máu để duy trì sự sống nhưng liên tục phải gắn liền với giường bệnh, có sức khỏe yếu ớt, kèm theo nhiều lần phải cấp cứu do suy tim có nguy cơ đe dọa tính mạng. Trên thực tế, có nhiều trẻ bị tình trạng suy thận mạn kèm theo suy chức năng tim được ghép thận tại bệnh viện Nhi Trung ương. Nhưng bệnh nhi này là một trong những trường hợp suy giảm chức năng tim trầm trọng nhất từ trước đến nay, chức năng tim chỉ còn lại 1/3 so với bình thường. Nếu không được ghép thận thì trẻ sẽ tử vong bác sĩ Lường Hiếu Bảy cho biết thêm. Sau khi tiến hành kiểm tra, sàng lọc, các bác sĩ nhận thấy thận của bà nội tương thích với cô cháu gái. Ngay lập tức, bà nội 56 tuổi đã bày tỏ quyết tâm hiến thận cho cháu. Tôi sẽ hiến thận cho cháu, dù chỉ còn một tia hy vọng cũng mong các bác sĩ cứu sống cháu. Bà nội bệnh nhi GL nói. Ngày 27 tháng 5, Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành ca ghép thận cho bệnh nhi GL với sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều khoa, phòng như khoa ngoại tiết niệu, tim mạch, thận và lọc máu, gây mê hồi sức, điều trị tích cực ngoại, nội tiết, chuyển hóa, di truyền, trần đoán hình ảnh, ngân hàng máu, sinh hóa, huyết học. Do bệnh nhi GL bị suy tim nặng nên ca ghép thận phải được chuẩn bị kỹ càng trước, trong và sau khi phẫu thuật. Việc duy trì thể tích tuần hoàn và kiểm soát huyết áp cho bệnh nhi GL phải hết sức chặt chẽ. Đối với bệnh nhi ghép thận bình thường, huyết áp sẽ được giữ cao hơn để đảm bảo tới máu thận việc bù lại thể tích tuần hoàn do tình trạng đa niệu cũng được thực hiện thoải mái hơn còn với trường hợp bệnh nhi gl này chúng tôi cần dùng các thuốc hỗ trợ chức năng tim duy trì huyết áp ở mức hợp lý vừa đảm bảo tới máu thận tốt vừa không ảnh hưởng nhiều tới tình trạng suy tim việc bù dịch theo tình trạng đa niệu cũng rất cẩn thận để không làm tăng gánh nặng cho trái tim yếu ớt của trẻ và song song với đó là duy trì các thuốc chống thải ghép tiến sĩ bác sĩ đặng ánh dương trưởng khoa điều trị tích cực ngoại khoa cho biết Ngoài ra, trẻ cũng được hỗ trợ các chức năng sống thường quy, kiểm soát và phòng chống nhiễm khuẩn, đảm bảo dinh dưỡng sau ghép thận. Sau 5 giờ đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Thận ngay sau khi được ghép vào đã hồng hào, tới máu tốt và bắt đầu có nước tiểu. Sau 15 ngày, sức khỏe của trẻ đã tiến triển, tiểu tốt, các chỉ số sinh hóa về chức năng thận, nội tiết về giới hạn bình thường, huyết áp được kiểm soát, các vấn đề về tim mạch cũng được cải thiện rất nhiều so với trước khi ghép. Chiều ngày 14 tháng 6, bé GL đã được ra viện trong niềm hạnh phúc của gia đình và các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương. Do hoàn cảnh gia đình bệnh nhi khó khăn, mẹ nuôi hai em nhỏ mới sinh nên phòng công tác xã hội của bệnh viện Nhi Trung ương đã kêu gọi các nhà hảo tâm đồng hành hỗ trợ kinh phí cho ca phẫu thuật của cháu GL. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn phòng công tác xã hội của bệnh viện đã kêu gọi các nhà hào tâm hỗ trợ kinh phí cho ca phẫu thuật của cháu GL. Nếu không có sự chung tay giúp đỡ này, chúng tôi không biết phải làm thế nào để xoay sở được. Giờ tôi chỉ mong được nhìn thấy cháu khỏe mạnh, được đi học, vui chơi như các bạn nhỏ khác, gia đình bệnh nhi chia sẻ. Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Hương, trưởng khoa thận, lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các trường hợp bị bệnh thận mạn giai đoạn cuối, nếu không được điều trị thay thế thận, sẽ tử vong do các biến chứng của bệnh có ba phương pháp điều trị thay thế thận là ghép thận thận nhân tạo và lọc bằng bụng hay còn gọi là thẩm phân phúc mạc phương pháp thận nhân tạo và thẩm phân phúc mạc chỉ giúp trẻ duy trì sự sống nguy cơ tử vong vì các biến chứng tim mạch rất cao chất lượng cuộc sống rất thấp ghép thận là phương pháp tối ưu nhất mang lại cho trẻ chất lượng cuộc sống gần như trẻ bình thường được biết, từ ca ghép thận đầu tiên năm 2004 đến nay, bệnh viện Nhi Trung ương đã ghép thành công cho rất nhiều trường hợp trẻ bị suy thận giai đoạn cuối, trong đó có 3 trẻ cân nặng thấp dưới 15 kg. Thành công này không chỉ mang lại niềm vui cho người bệnh, người nhà người bệnh mà còn là động lực cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, góp phần mở ra nhiều hy vọng mới cho các gia đình có con mắc bệnh lý suy thận giai đoạn cuối.